Quang Ai Duy Minh kính chào quý cô chú anh chị cô bác đã trở lại kênh YouTube của Duy Minh. Hiện tại giờ Duy Minh đang có mặt ở tại Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương quý cô chú anh chị ơi. Thì sáng nay là ngày cuối tuần quý cô chú anh chị, Duy Minh xin chúc cho tất cả bà con cô bác gần xa trong và ngoài nước thật là nhiều sức khỏe ha, vạn sự bình an. Sáng nay Duy Minh cũng có mua một ly cà phê sữa, trước là vô mời chú Linh đó để là cho chú uống cà phê sữa buổi sáng quý cô chú anh chị. Hôm nay thì để coi có những cái điều gì bất ngờ hay không nghe quý cô chú anh chị. Mình xin mời bà con cô bác nè. Ủa à, có cái hoa hồng đẹp quá quý cô chú anh chị. Trước hết là để cúng cho chú cái cũng sao ha. Sáng nay không biết có điều gì mới lạ không. Thấy không khí cũng vui vui rồi quý cô chú anh chị. Rồi. Hello chị Tiên, chị Tiên. Về hả chị? Mới vô hả? Gì nấu cơm hả? Cúng chú hả? Rồi. Rồi về nấu cơm cúng chú đây. Sao cái này nó sao nó quẩy quải hết của cái chú anh chị ơi, chở gió hay sao đâu, mưa gió hay sao mà thấy, do mình không gà mình chạy xô nhiều quá, nhức mình nhức mãi. Nói chung là hôm gài thiếu ngủ quý cô chú anh chị. Này thấy chứ mình vô chạy là hiểu rồi, người nó mệt mỏi lắm, quằn quại lắm. Môi và hôm nay là ngày mùng 2 tháng 4 tháng 5 năm 2024 năm Giáp Thìn. Con tên 37 tuổi, có kênh YouTube Chị Minh Vlog. Cấp nén hương trình dưới các vị các ngài thổ thần thổ mẫu thổ địa đã ra chương trình thần hoàng bụng cảnh long thần hộ pháp nghệ trang qua Duy Bình Dương, cũng như chúc mọi nghệ sĩ ưu tú du linh phong trình thật đổi nhân quan có phong trình tâm giác sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958, họ mất ngày 5 tháng 3 năm 2023 dương lịch, nhưng ngày 14 tháng 2 năm 2023 âm lịch năm Quý Mão, tuổi thọ 66 tuổi. Sáng nay Duy Minh xin thắp ba nén hương nguyện giá cho là một người anh ở Úc, tôi xin nguyện dược sinh ngày khán giả đi ngang quá đông quá mà không vô đây ghé gì chứ vậy. Thôi cho cái bình này lên đây nhé, nó đẹp nhé, bình này để đây nè, đẹp nè. Đó, bình này để đây đẹp nè. Đấy, mấy trên bàn thờ mà đụng thôi luôn, mình phải đi mình có ý chứ, ở cái khu vực này là mình phải có ý. Thì người nào đi cũng vậy hết, đi vô rồi phải có ý dòm thờ, mà để trên đây mà đụng cái là như mình đi vô đây ít khi nào mà làm đụng hay là bể vỡ cái gì lắm, làm gì mình cũng hay có ý hết quý cô chú. Là cái khu vực tâm linh, nhất là cái nơi đây có nhiều hoa nè, đồ đạc đồ để gần đây. Mình lao. Hồi tối á quý cô chú anh chị, có một cái thông tin đó là chị Ni về và
chị Hồng Loan cũng đã đăng lên một cái khung cảnh rất là vui đó. Chị Ni cũng như là chị Hồng Loan đại gia đình đó, đi ăn tối với gì cũng vui vẻ bên nhau ha. Đó, đón chị Ni, mọi người đón chị Ni về. Chị cũng sắp đến ngày gia tòa quý của chú chị ơi, mong bà con cô bác cũng cầu nguyện nhiều cái điều mà tốt lành cho chị Hồng Loan nha quý của chú chị. Mong rằng là mọi chuyện nó được suôn sẻ quý của chú chị. Vì là mình cũng phải có sự tâm linh cầu nguyện những người khuất mặt khuất mài là độ. Sáng nay là mấy anh em cũng vô sớm lao rồi, mình chỉ lao sơ sơ lại thôi chứ cũng sành lắm quý cũng vậy nè. Mậu chú rồi không khi nào thấy dơ luôn á, cho là mấy anh em mình là lao dọn mỗi ngày ở đây nè. Hơn một năm qua quý cái chú gì á, nhiều cái phải nói là nhiều cái tình cảm chất chứa ở nơi đây, và một cái kỷ niệm, một cái ký ức rất là tuyệt vời ha. Hôm nay là rất là đuối quý của chú chị, cho mình đi, mình đi quay ở dưới bà mấy ngày rồi thiếu ngủ, rồi mình về đây mình quay với anh Kim Tiểu Long quý của chú chị chia sẻ cho bà con cô bác, thì nó cũng mệt lắm quý cô chú chị. Chạy gì mình chạy xe mà, xe chạy tới chạy lui. Sáng một ly cà phê sữa rồi hoa đầy đủ ha. Đây. Cũng sắp đến ngày mùng 5 tháng 5 rồi. Năm ngoái thì mùng 5 tháng 5 rất là đông khán giả cúng bánh xèo này kia đồ rất là đông quý cô chú chị, không biết là năm nay như thế nào đó. Mọi việc sao thì không biết có ai mà đến đây đông như năm ngoái không nghe quý cô chú chị, chứ là năm ngoái đến đông lắm á, khán giả đến đông lắm và cúng kiến cũng rất là đông luôn, giăng hoa nè rồi cúng bánh xèo rồi chè ô tô lô hết rất là nhiều. Thì Duy Minh cũng chia sẻ với bà con cô bác một tí về thông tin. Đó, đây thì chị Hồng Loan hồi tối đăng là quý cô chú anh chị đó. Gia đình em lại họp mặt cuối tuần, mừng chị yêu Nguyễn Nina Nina Nasi về vui quá, mớm lại có quà đó quý anh chị nè. Chị Hồng Loan nè, thì chị Ni mặc đồ trắng ha, đồ cặp luôn nha đó. Anh Sang nè, chị Hồng Ngơ nè, rồi anh Hải nè đó quý anh chị. Rồi đó quá à, quà gì đây, thấy quà gì nè, không biết nữa quà gì thì chưa biết nghe quý cô chú anh chị. Thấy có đăng tải lên nè mà không biết cái gì, bà con cô bác biết thì bình luận dưới kênh cho Duy Minh biết nha. Đó, cũng chúc mừng chị Hồng Loan ha, mà cùng chị Nina Nasi Nguyễn. Đó, chúc là mọi người luôn luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống ha, tràn sự bình an. Đó, thì Duy Minh cũng chia sẻ biết về thông tin bao nhiêu thì mình chia sẻ cho bà con cô bác bấy nhiêu nha.
bà con cô bác biết thì cứ hãy chia sẻ lại cho Duy Minh ha, để Duy Minh biết, Duy Minh chia sẻ cho bà con cô bác ha. Bây giờ thì video đến đây Duy Minh cũng xin kết thúc rồi, quý cô chú anh chị ơi. Chúc cho bà con cô bác nhiều sức khỏe, vạn sự bình an nha. Xin chào bà con, hẹn bà con ở một video tiếp theo ạ.